Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 5 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là chia sẻ lời Chúa, và cuối cùng là một bước từng bước, truyện ngắn công giáo. Bây giờ kính mời quý vị cùng Vân Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Giáo hội Slovakia hành hương Roma cảm ơn Đức Thánh Cha đã viếng thăm đất nước. Roma, khoảng 500.000 tín hữu Slovakia hành hương Roma trong 2 ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 để tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Thánh Cha về chuyến tông du của Ngài đến đất nước vào tháng 9 năm ngoái. Trong bài diễn văn chào mừng các tín hữu, Đức Thánh Cha ca ngợi sự gắn bó của các tín hữu với ngay tòa thánh Phêrô và Phaolô và khích lệ giáo hội địa phương tiếp tục quảng đại đón tiếp những người phải chạy trốn khỏi chiến tranh ở Ukraine. Chuyến hành hương được hướng dẫn bởi Đức Tổng giáo mục Stanislav Jolensky của Tổng giáo phận Bratislava, Chủ tịch của Hội đồng giáo mục Slovakia, cùng với khoảng 10 giám mục, 100 linh mục và 100 chủng sinh. Ngoài ra còn có sự tháp tùng của ông Boris Kolla, Chủ tịch Quốc hội, và ông Ivan Fiankan, Chủ tịch Tòa hiến pháp Slovakia, và một số thành viên của Quốc hội và đại diện cộng đồng. Cuộc hành hương được bắt đầu bằng buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phaolô 6 vào lúc 11:30 sáng thứ Bảy. Trong diễn văn chào mừng, trước hết Đức Thánh Cha đã chào thăm tất cả các tín hữu đã đến Roma để thể hiện tương quan với người kế vị Thánh Phêrô và tuyên xưng Đức Tin. Ngài xướng tên đặc biệt các vị hướng dẫn đoàn hành hương và đại diện xã hội dân sự Slovakia. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại chuyến tông du của Ngài đến đất nước vào tháng 9 năm 2021 vừa qua, và những điều Ngài đã thấy được như sự phong phú đa dạng của các nghi lễ và truyền thống, như một cầu nối giữa phương Tây và phương Đông của Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hôm nay đông đảo các tín hữu hành hương đến Roma để tạ ơn Chúa về chuyến tông du. Đây là một sự gắn bó với ngay tòa thánh Phêrô và Phaolô. Vì thế, Ngài khuyến khích các tín hữu, các bạn trẻ, các gia đình, những người già, các cộng đoàn cùng nhau tiến bước đi trong hành trình tìm kiếm sự hài hòa giữa sự đa dạng, một sự hài hòa đòi hỏi sự đón tiếp, cởi mở và sáng tạo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cội nguồn của lối sống này có trong tin mừng, trong thánh thần. Nhưng chúng ta biết rằng, trong lịch sử cuộc sống cụ thể, sự hài hòa này đôi khi bị tổn thương do tội lỗi và giới hạn của chúng ta. Vì thế, trong cuộc viếng thăm đất nước, chúng ta đã cầu nguyện cho sự chữa lành này. Xin anh chị em đừng bao giờ mệt mỏi trong việc khẩn cầu Chúa Thánh Thần, đấng sáng tạo sự hài hòa và chữa lành các vết thương. Đức Thánh Cha nói rằng, người ta cho Ngài biết tấm thảm lớn được sử dụng làm sân khấu cho buổi gặp gỡ cộng đồng người Rome ở Košice đã được cắt và phân phát cho các gia đình trong khu phố treo trước cửa nhà như dấu chỉ đón tiếp. Ngài nói, tôi đã được anh chị em đón tiếp với bánh và muối. Muối đón tiếp đã được nói đến trong tin mừng. Và gần đây, một lần nữa anh chị em đã cho thấy sự đón tiếp này, lần này trong bối cảnh bi thảm của chiến tranh. Trong những tháng này, nhiều gia đình, giáo xứ, tổ chức của anh chị em đã đón tiếp các bà mẹ và trẻ em Ukraine. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Slovakia tiếp tục cầu nguyện và làm việc cho hòa bình, điều vốn được xây dựng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, như cử chỉ đón tiếp bác ái này. Ngài giải thích, ai đón tiếp một người đang gặp khó khăn thì không chỉ thực hiện một hành động bác ái, nhưng còn là hành động đức tin vì người này nhận ra Chúa Giêsu trong anh chị em. Xin Chúa luôn gìn giữ anh chị em luôn được giàu có muối của sự chào đón và không bị mất hương vị vì luôn biết canh tân bằng cách kính múc sức sống từ rễ tin mừng. Kết thúc bài huấn từ, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Mẹ Sầu Bi, đấng bảo trợ Slovakia, luôn đồng hành và dạy anh chị em biết cách an ủi và mang lại niềm hy vọng, một hy vọng không làm chúng ta thất vọng và có một tên gọi, Chúa Kitô Phục Sinh. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, đoàn hành hương di chuyển qua đền thờ Thánh Phêrô để dâng thánh lễ. Chủ nhật ngày 1 tháng 5, các tín hữu tiếp tục cuộc hành hương, bắt đầu bằng thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Chương trình hành hương kết thúc với giờ cầu nguyện tại đền thờ Thánh Clemente. Đức Thánh Cha nói, gia đình thiết lập mối dây liên kết hoàn thiện lẫn nhau. Sáng ngày 29 tháng 4, Đức Thánh Cha đã gặp các tham dự viên hội nghị toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học và Xã hội. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên tập trung vào thực tế của gia đình là chủ đề của hội nghị. Đức Thánh Cha nhận xét,
Những thay đổi của xã hội đang làm thay đổi điều kiện sống của hôn nhân và gia đình trên khắp thế giới. Hơn nữa, bối cảnh khủng hoảng kéo dài và đa dạng hiện nay đang gây sức ép lên các dự án xây dựng gia đình hạnh phúc và ổn định. Tình trạng này có thể được giải đáp bằng cách khám phá lại giá trị của gia đình như là nguồn gốc và cội nguồn của trật tự xã hội, như là tế bào quan trọng của một xã hội huynh đệ và có khả năng chăm sóc ngôi nhà chung. Cần chấp nhận rằng, gia đình luôn ở vị trí đầu tiên trong thang giá trị của các dân tộc khác nhau, bởi vì nó được khắc sâu trong chính bản chất của người nữ và người nam. Theo nghĩa này, hôn nhân và gia đình không phải là những thiết chế thuần túy của con người, mặc dù đã có nhiều thay đổi qua nhiều thế kỷ và sự đa dạng về văn hóa và tinh thần giữa các dân tộc khác nhau. Vượt lên trên tất cả những khác biệt, những đặc điểm chung và vĩnh viễn thể hiện tầm quan trọng và giá trị của hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, nếu các giá trị này được trải nghiệm theo chủ nghĩa cá nhân, thì gia đình có thể bị cô lập và phân tán trong bối cảnh xã hội. Theo cách này, các chức năng của xã hội mà gia đình đảm trách giữa các cá nhân và cộng đồng bị mất đi, đặc biệt là đối với những người yếu nhất như trẻ em, người khuyết tật, người già không có đủ khả năng tự lập. Do đó, vấn đề đặt ra là phải hiểu gia đình tốt cho xã hội không phải như một tập hợp đơn thuần của các cá nhân, nhưng là một mối quan hệ được thiết lập trong một mối dây liên kết hoàn thiện lẫn nhau. Tình yêu lẫn nhau giữa người nam và người nữ là sự phản ánh của tình yêu tuyệt đối và vĩnh viễn mà Thiên Chúa yêu thương con người, được định sẵn để đơm hoa kết trái và được hoàn thiện trong công việc chung của một trật tự xã hội và chăm sóc tạo vật. Lợi ích của gia đình cũng không thuộc loại tổng hợp, nghĩa là nó không bao gồm việc tổng hợp các nguồn lực của các cá nhân để làm gia tăng tính hữu ích của mỗi người. Nhưng nó là một mối quan hệ của sự hoàn thiện, bao gồm các mối quan hệ chia sẻ của tình yêu chung thủy, sự tin cậy, sự hợp tác hỗ tương, từ đó tạo nên thiện ích của các thành viên trong gia đình, và do đó, đó là hạnh phúc của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến khía cạnh chào đón của gia đình. Những phẩm chất của nó được thể hiện một cách cụ thể trong các gia đình có thành viên yếu ớt hoặc tàn tật. Những gia đình này phát triển những đức tính đặc biệt, giúp nâng cao khả năng yêu thương và sự nhẫn nại trước những khó khăn của cuộc sống. Bên cạnh đó, vấn đề mùa đông nhân khẩu cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Cần có một chính sách để hỗ trợ các gia đình. Một xã hội thân thiện với gia đình là hoàn toàn có thể. Phim về Thánh Thể nằm trong số 10 phim có doanh thu cao nhất tại Hoa Kỳ. New York, phim tài liệu tiếng Tây Ban Nha Vivo hay tiếng Anh có tựa đề Alive hay Who Is There nói về sức mạnh biến đổi của bí tích Thánh Thể đã được trình chiếu tại 742 rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ và đạt cột mốc lịch sử, nằm trong top 10 tại các phòng vé trong buổi chiếu ra mắt 25 tháng 4 vừa qua, vượt các tác phẩm lớn của Hollywood. Bộ phim tài liệu tiếng Tây Ban Nha kể về những câu chuyện có thật và lời chứng của những người đã được biến đổi nhờ quyền năng của Thánh Thể. Đây là một sáng kiến mục vụ của cha Jose Pedro Manclano. Phim do Jorge Pareja đạo diễn, Kame Bineda viết kịch bản và được sản xuất bởi hãng phim Hakuna và Bosco. Đạo diễn người Tây Ban Nha đã có những trải nghiệm phục hồi lòng yêu mến Thánh Thể trong những giờ thờ lại Thánh Thể. Ông chia sẻ, mọi chuyện bắt đầu khi tôi tham dự giờ chầu Thánh Thể đầu tiên và chứng kiến điều mà tôi không thể ngờ. Tôi nhớ về thời thơ ấu như một cái gì đó trống rỗng, giả tạo và máy móc. Nhưng rồi có một điều gì đó hoàn toàn khác. Ông nói thêm, phim được thực hiện nhằm giúp mọi người hy vọng và chạm đến trái tim mọi người. Phim được khởi chiếu tại Hoa Kỳ vào thứ Hai ngày 25 tháng 4, đứng thứ 6 trong top 10 tại các phòng vé, vượt qua những bộ phim nổi tiếng. Nhà phân phối phim nhấn mạnh rằng, mặc dù phim được công chiếu vào thứ Hai vào lúc 7 giờ tối, một ngày và giờ thường khá phức tạp để đi xem một bộ phim, nhưng khoảng 30.000 khán giả Hoa Kỳ đã đến rạp để thưởng thức. Sự đón nhận bộ phim tại các rạp chiếu lớn đến mức một số thành phố như The Woodlands, bang Texas, có tới 4 rạp chiếu cùng lúc phải mở cửa trình chiếu phim do nhiều người muốn thưởng thức. Phim đã được ra mắt tại Tây Ban Nha vào ngày 9 tháng 4 năm 2021 và được chiếu ở 14 quốc gia Mỹ Latin. Sau khi phát hành, bộ phim đã được xếp hạng trong top 10 tại các phòng vé và thu về gần $270,000 vào cuối năm ở Tây Ban Nha. Ở Mexico, phim cũng được trình chiếu vào tháng 11 năm ngoái, lọt vào top 10 tại các phòng bán vé. Còn ở Colombia, 100.000 vé đã được phục vụ cho bộ phim này. Bà Lucia González Barandiaran, người sáng lập hãng phim Bosco nói trong một thông cáo báo chí, đây không chỉ là một bộ phim, nhưng là một cơ hội cho một phong trào hướng đến sự tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn
và giúp phục hồi lòng yêu mến thánh thể ở Hoa Kỳ. Bà nói thêm, phim đã và đang tiếp tục là một bất ngờ hoàn toàn, một phim tài liệu đơn giản. Chúng tôi thực sự tin rằng thế giới đang cần hy vọng và đó là những gì bộ phim mang lại. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa. Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Hà Nội, chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ ba Phục sinh. Kính thưa anh chị em, sách Tông đồ Công vụ thường được gọi là Phúc âm của Chúa Thánh Thần. Nội dung sách này kể lại đời sống đức tin của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, nhất là chứng từ của các tông đồ và nỗ lực truyền giáo của các ngài. Vào thời sơ khai ấy, nội dung lời giảng dạy của các tông đồ rất đơn giản, chỉ là sự quả quyết Đức Giêsu đã chết nhưng đã sống lại theo như lời Thánh Kinh và người đang hiện diện giữa các tín hữu. Bài đọc 1 cho thấy vị thượng tế và các thành viên thượng hội đồng rất đỗi ngạc nhiên vì thấy Phêrô và các tông đồ là những người dân trài, ít học, quê mùa. Nhưng lời chứng của các ông rất rõ ràng, xác quyết. Các ông còn sẵn sàng chấp nhận đau khổ để chứng minh sự sống lại của Đức Giêsu. Hơn nữa, Phêrô còn tỏ ra rất uyên bác và khôn ngoan khi tuyên bố trước các thành viên của thượng hội đồng phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Ông còn diễn giải sự phục sinh của Đức Giêsu là do quyền năng của Thiên Chúa. Ông sẵn sàng làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Lời chứng của các ông mạnh mẽ đến nỗi những thành viên thượng hội đồng là những người học thức phải im lặng. Họ không làm gì được các ông và chỉ còn gỡ thể diện bằng cách cho đánh đòn rồi thả các ông ra. Không chỉ Phêrô và các tông đồ, cộng đoàn tín hữu tiên khởi cũng xác tín vào sự hiện diện của đấng phục sinh. Chính đấng phục sinh đã làm cho lời giảng của các tông đồ mang tính thuyết phục. Chính đấng phục sinh đã quy tụ các tín hữu để làm nên một thân thể và một tâm hồn liên kết với nhau trong tình hiệp thông. Vì thế mà số người tin theo Chúa Giêsu qua lời giảng của các tông đồ tăng lên nhanh chóng. Thực ra, ban đầu các môn đệ cũng rất hoang mang trước cái chết của Chúa. Câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus là một ví dụ. Dường như các ông chưa hiểu được sứ mạng của mình sau sự kiện phục sinh. Việc ông Phêrô đi đánh cá và các môn đệ cùng đi với ông trong bài tin mừng hôm nay cho thấy các ông đã muốn trở lại với nghề nghiệp cũ, tức là nghề đánh cá, là công việc các ông vẫn làm trước khi theo Chúa Giêsu. Bởi lẽ khi nghe Chúa gọi, các ông đã bỏ thuyền, bỏ chài lưới và bỏ gia đình, cha mẹ mà đi theo người. Qua việc các ông đi đánh cá, dường như việc theo Chúa đã kết thúc. Hơn ai hết, các ông hiểu vào thời điểm và vị trí nào thuận tiện để mẻ lưới có kết quả. Tuy vậy, các ông vất vả suốt đêm mà không được con cá nào. Chỉ đến lúc Đức Giêsu hiện ra và bảo các ông thả lưới bên phải mạn thuyền, lúc bấy giờ các ông mới thu hoạch được mẻ lưới kỳ diệu. Khi từ cõi chết sống lại, Đức Giêsu hiện diện giữa các môn đệ với một phong thái khác. Chính các ông cũng không nhận ra người, mặc dù trước đó các ông ở với người, cùng ăn uống với người. Chỉ khi trực tiếp chứng kiến mẻ cá lạ, mắt các ông mới mở ra và nhận ra thầy mình. Sự hiện diện của đấng phục sinh mang tính huyền nhiệm linh thiêng, không còn như trước bởi người đã từ cõi chết sống lại. Nếu Chúa hiện diện vô hình và huyền nhiệm, thì hiệu năng của sự hiện diện ấy lại vô cùng mãnh liệt. Thánh sử Gioan ghi rõ số cá thu được từ mẻ lưới lạ là 153 con. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, con số 153 là số loài cá dưới đại dương
mà những nhà nghiên cứu chuyên môn thời bấy giờ thống kê được. Như thế, 153 con cá có nghĩa là tất cả các loài cá dưới đại dương. Ơn cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện qua Đức Giêsu Kitô mang tính hoàn vũ. Tất cả mọi người dưới gầm trời này, nếu đến với Đức Giêsu và đón nhận giáo huấn của Người thì đều được cứu rỗi. Đó cũng là điều tác giả sách Khải Huyền đã thấy trong thị kiến ở bài đọc 2 của Chủ nhật này. Tác giả viết: "Tôi nghe thấy mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó. Tất cả cùng tung hô, xin kính dâng đấng ngự trên ngai và con chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời." Con chiên chính là hình ảnh của Đức Giêsu, đấng đã chịu sát tế làm của lễ dâng lên Chúa Cha, giống như con chiên mà người Do Thái giết trong dịp lễ vượt qua để tưởng niệm việc Chúa cứu dân Ngài ra khỏi Ai Cập. Như máu chiên bôi trên khung cửa nhà người Do Thái để tránh cho các con đầu lòng bị tàn sát, máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá tẩy rửa tội lỗi, giải phóng và ban ơn cứu độ cho loài người. Người tín hữu mừng lễ phục sinh không giống như một lễ hội thế tục. Các nghi lễ phụng vụ giúp cho chúng ta gặp gỡ đấng phục sinh để xác tín vào sự hiện diện của Người, đồng thời có khả năng giới thiệu Chúa cho những người xung quanh mình. Cuộc gặp gỡ giữa các môn đệ với Đức Kitô phục sinh vừa củng cố đức tin của các ông, đồng thời cũng là dịp Chúa trao trách nhiệm trông coi đàn chiên mà người đứng đầu là Phêrô. Trách nhiệm này chỉ được trao phó khi Phêrô thành tín tuyên xưng tình yêu mến và lòng trung thành. Lời tuyên xưng ấy Phêrô đã giữ suốt đời cho đến lúc chết để làm chứng cho thầy mình. Tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Quo Vadis của nhà văn người Ba Lan Henrik Sienkiewicz đã diễn tả Phêrô như một ông cụ già nua, khả kính, luôn hiện diện giữa cộng đoàn tín hữu trong lúc cuộc bách hại của Hoàng đế Nero ở thời điểm khốc liệt nhất. Trong cuộc hành hình các tín hữu ở hí trường Roma, Phêrô vẫn hiện diện giữa đám khán giả để chúc lành cho các tín hữu đang bị làm mồi cho sư tử. Sự hiện diện của vị tông đồ trưởng đã tiếp thêm sức mạnh để các tín hữu can đảm và trung thành tuyên xưng đức tin cho đến hơi thở cuối cùng. Trong bài tin mừng hôm nay, Phêrô cảm thấy buồn vì thầy hỏi đến 3 lần về lòng yêu mến. Thực ra, những cử chỉ và lời nói yêu thương cần phải được lặp đi lặp lại suốt cả cuộc đời, như đôi lứa đang yêu tâm sự cùng nhau, như mẹ cha nói với con cái và như con cái tỏ bày với cha mẹ. Phêrô đã trung thành với lời hứa ấy. Chúa đã quên quá khứ của ông, Người không còn nhớ đến lỗi lầm của Phêrô, cũng không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng ta. Cũng như Chúa đã trao cho Phêrô nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên, Người cũng đang mời gọi chúng ta làm chứng cho Người giữa thế gian. Làm chứng cho Chúa phục sinh là sứ mạng nhiều khó khăn gian khổ. Chúa đã nói với tông đồ Phêrô về một tương lai sắp tới. Anh sẽ phải giang tay cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Thánh sử Gioan đã nhận thấy đây là một lời tiên tri ám chỉ Phêrô sẽ phải trải qua đau khổ và phải chết. Những nhân chứng của Chúa thời nào cũng phải trải qua thập giá. Bởi lẽ chúng ta rao giảng một Đức Giêsu chịu khổ hình và chịu đóng đinh. Muốn là người môn đệ đích thực, Kitô hữu phải đi trên con đường thầy mình đã đi, đó là con đường thập giá. Nhưng thập giá không phải là đích điểm của hành trình Kitô hữu, đó chỉ là một chặng đường tiến tới phục sinh. Chúng ta đang đi trên con đường ấy với lòng kiên nhẫn và trung thành, có đấng phục sinh luôn hiện diện và đỡ nâng chúng ta. Tác giả sách Tông đồ Công vụ đã ghi lại một điều bất ngờ. Khi Thượng tế và các thành viên Thượng hội đồng ra lệnh đánh đòn ông Phêrô và các tông đồ có ý đe dọa và làm các ông xấu hổ,
các ông lại vui mừng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu không phải là một điều xấu hổ hay thẹn thùng, nhưng là một vinh dự mang lại niềm vui. Tuy vậy, để có thể tuyên xưng Đức Giêsu phục sinh, chúng ta phải kết nối với Người, tức là gặp gỡ Chúa qua lời cầu nguyện và niềm tín thác cậy trông. Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa giữa đời, để rồi nếu người thời nay không nhìn thấy Đấng phục sinh, thì họ lại nhận ra Người đang sống và đang hiện diện qua những môn đệ của Người là chính chúng ta. Amen. Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Những con chiên của Chúa. Tác giả: Khánh Liên. Trích từ tập truyện ngắn Sông chảy về đâu. Người đọc: Bích Ngọc. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Hôm qua chị thấy dáng ai như dáng em gái chị đi ngang qua nhà thờ. Người giống em gái chị ngồi sau xe máy của một người đàn ông. Là bồ, là chồng, bạn hay xe ôm chị không biết. Chị đứng bên kia đường ú ớ khi nhìn thấy cái dáng giống em gái mình. Chị cố cất tiếng kêu nhưng không được. Khi chị qua được bên đường, đầy những dòng xe ùn ùn tới như cố kéo chị đi. Cất được tiếng kêu tên em gái thì chiếc xe đã mất hút rồi. Chị ngồi xuống cổng nhà thờ khóc nức nở. Có thể nói em gái chị là một con chiên lạc và là con chiên tội nghiệp trong bầy chiên của Chúa. Mồ côi cha từ lúc nhỏ, mẹ đi bước nữa, hai chị em chị phải sống với mẹ, cha dượng và những đứa con của cha dượng. Nghèo thì cũng ráng chịu đựng được, nhưng những trận đòn của cha dượng hết ngày này qua ngày khác dội xuống hai đứa con gái riêng của vợ thì không. Chị bỏ đi làm công nhân may khi chưa tốt nghiệp cấp 3 để tự nuôi sống mình, gửi ít tiền cho mẹ để nuôi bảy em đi học. Tưởng em chị sẽ được học hành tử tế, nhưng không ngờ sau khi bị cha dượng đánh đập và hãm hiếp, em đã bỏ nhà ra đi. Mẹ và chị đã khóc hết nước mắt. Có những năm tháng chị đi tìm em, hỏi thăm những công nhân may, tới những xóm trọ dành cho những người nhập cư tứ xứ, nhưng em bạt vô âm tín. Chị cũng không biết em chị làm gì để sống giữa cuộc đời mà không có vốn gì trong tay ngoài một con tim tan nát. Khi nghe có người nói ra nói vô là thấy em làm gái đứng chỗ đường này đường kia, chị đã lặn lội đi tìm. Một lần đúng là chị thấy em đứng chờ khách trên đường, mặc chiếc váy sát đùi. Em chị đẹp một cách hoang dại, làm nghề bị xã hội dè bỉu lên án, mà gương mặt em chị đẹp như một thiên thần. Chị đứng bên này đường nhìn em, cố len vào dòng xe máy ùn ùn để đi qua đường, không ngớt gọi tên em. Em ngẩng lên nhìn thấy chị, sững sờ vài giây rồi leo lên một chiếc xe máy đứng gần đó, như là bảo kê của em giọt lẹ. Chị khóc gọi theo em nhưng em không quay lại. Từ đó về sau, em chỉ không còn quay về đứng con đường đó nữa, mà đi xa hơn, đứng những con đường chị không biết, không tìm ra trong thành phố rộng lớn này. Trong thành phố này có biết bao nhiêu con đường nào em chỉ đang đứng chờ khách. Cứ mỗi chiều lòng chị lại quặn thắt lên. Đi nhà thờ, tan lễ đi ngang qua những con đường, nhìn thấy những cô gái làm nghề như em chị đứng bên đường chờ khách, nước mắt chị lại rơi. Đi lễ lần nào chị cũng cầu nguyện cho em, cầu cho một con chiên lạc là em có lúc sẽ quay về.
mà em có quay về không khi em đã đi lạc trên con đường xa xôi như vậy? Em khắp tù dưỡng vì những trận đòn, vì dưỡng đã hãm hiếp em. Cái đói, cái nghèo, những trận đòn, bị hành hạ về tinh thần lẫn thể xác. Mẹ và chị lại không bảo vệ em được. Em đã bỏ ra đi mà không dám và cũng không muốn quay về. Càng đi em càng lạc thêm, xa thêm con đường của Chúa. Em cứ đi trong bóng tối, đi mãi, đi mãi. Nhưng chị, người chị gái của em cứ cầu nguyện và cầu nguyện. Chị biết làm gì hơn là cầu nguyện? Cầu cho em quay về như người đi lạc trên con đường, chợt nhìn thấy một ánh sao để biết phương, biết hướng. Chị vẫn đi tìm em gái chị. Chị không biết gì ngoài lời cầu nguyện và tình thương của một người chị ruột dành cho em gái tội nghiệp của mình. Lời cầu đó chị tin chắc Chúa sẽ nghe, và một ngày nào đó em gái chị cũng sẽ nghe. Buổi tập hát đã xong, các ca đoàn viên về hết, điện cũng đã tắt, chỉ còn ánh đèn điện trên bàn thờ Chúa hắt xuống. Anh ngồi trong bóng đêm vừa muốn đứng lên, vừa muốn nán lại. Nước mắt rịn ra trên gương mặt anh lúc nào không biết. Anh về nhà có gì, ai chờ anh ở đó? Vợ anh vừa mới qua đời, ở tuổi 50, chưa già anh trở thành người quá vợ. Hai đứa con đi làm trong thành phố, chúng không có nghề nghiệp ổn định, làm công nhân cũng chật vật áo cơm, ít về thăm nhà. Mà về nhà buồn quá, đi ra đi vào chỉ có anh thôi. Đứa cháu trai nhỏ con gái gửi vì ở thành phố không có đủ tiền đi nhà trẻ, đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế trong nhà thờ. Ngày nào đi tập hát, anh cũng dẫn nó theo. Anh trở thành gà trống nuôi cháu. Anh quỳ đọc kinh, nghĩ về sự cô đơn và nhiều thứ khác. Sự cô đơn lúc này và quãng thời gian dài đằng đẵng nuôi vợ bệnh, anh không biết thứ nào dễ chịu hơn. Hình như chẳng có thứ nào dễ chịu cả. Vợ anh bị ung thư, phải nằm chiến đấu với căn bệnh ung thư trong một thời gian dài. Những ngày trước đi đâu cũng hai vợ chồng, đi coi lúa, gặt lúa, phơi lúa, đi nhà thờ. Đi tập hát về, anh là trưởng ca đoàn, lúc nào cũng có vợ chờ. Tiếng tivi và tiếng vợ cười ấm áp căn nhà. Rồi vợ anh đổ bệnh, nằm như tàu lá. Chưa chết, nhưng chỉ nằm chờ chết. Một người sắp chết đau đớn, chẳng còn thiết tha gì cuộc đời này ngoài việc được bớt những cơn đau. Bác sĩ chạy, chỉ nằm ở nhà chịu đựng những cơn đau đớn cuối đời. Mà lúc trẻ vợ anh rất hiền, chẳng làm đau ai, sao cuối đời lại phải chịu những cơn đau kinh hồn đến vậy? Rồi vợ anh đi khi không còn chịu nổi những cơn đau nữa. Giờ đây anh đi đâu, làm gì cũng lủi thủi một mình. Đút cơm cho thằng cháu nhiều khi anh khóc. Anh không quen cô đơn cô độc. Anh không biết cầu gì trong đêm tối này. Vợ anh mất rồi. Lúc trước anh cầu cho vợ anh lành bệnh, cầu cho vợ bớt đau. Nhưng Chúa không nghe, hay Chúa có chương trình của Chúa mà anh không biết. Cầu cho hai đứa con ở thành phố, chúng cũng tội nghiệp quá. Làm công nhân có gì vui, ở trọ trong những căn phòng chật chội, ăn uống dè sẻn, tiết kiệm mà vẫn không đủ tiền trang trải sinh hoạt. Đi làm thì cả ngày nhốt mình trong nhà xưởng, không nhìn thấy ánh mặt trời. Có lúc tăng ca, về nhà là người rã rời. Lấy vợ lấy chồng, sinh con mà cũng chẳng có tiền nuôi. Cái đói cái nghèo, sự thiếu thốn cứ đuổi theo mãi. Anh còn một thứ là niềm vui, niềm hy vọng của anh. Thằng cháu đang ngủ chèo queo trên chiếc ghế bên cạnh anh. Nó biết mẹ nó ở xa, không có tiền nuôi nó. Cha nó thì đã bỏ mẹ nó khi hai người không vượt qua được cuộc sống chật vật thiếu thốn áo cơm. Nó biết người đút cơm lâu nay cho nó là bà ngoại đã mất, bây giờ là ông ngoại. Nó biết thân biết phận, lầm lũi theo anh, nắm tay anh,
cùng trải qua cuộc sống cô độc với anh. Bây giờ, nó lại là người nghe anh trò chuyện. Một ca đoàn nhỏ của anh cũng có biết bao nhiêu thân phận. Vợ chồng bỏ nhau, ly thân, con cái không nghe lời, con cái đi làm xa, thất nghiệp. Trong nhà có người ốm đau, rồi người này người kia cô độc. Hình như cuộc đời trần gian là vậy, hỉ nộ ái ố phong phú đủ màu sắc. Có khi đứng đánh nhịp, nghe tiếng hát, nhìn gương mặt, anh biết ai đang hạnh phúc, ai đang đau khổ mà cố dành lòng. Lạy Chúa, anh cầu nguyện trong đêm khuya, anh cầu cho tương lai thằng cháu nhỏ và cầu cho hai đứa con mạnh khỏe ở xứ người. Nước mắt anh rịn ra trong đêm. Người thứ tư vừa đi ngang qua nhà anh, có tiếng gọi ngoài cổng nhưng anh không mở cổng được. Anh cố nói to lên nhưng con bé đưa thư không nghe. Anh không biết thư gì, chắc là mấy cái bill thu tiền điện, điện thoại. Chớ nhà anh làm gì có thư. Hai vợ chồng anh đều làm nông, cả đời không viết thư và cũng không nhận được bức thư nào kiểu như thư đúng nghĩa. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế và ngồi bất động, không nhúc nhích. Anh bị liệt nửa người. Lâu rồi, anh không nhớ thời gian nữa. Tự nhiên cuộc đời anh lại ngồi đây, bất động trong chiếc ghế này. Không thể làm chồng và không thể làm một con người tự do đi lại. Nếu vợ anh là một người ngoại đạo, chắc vợ anh đã bỏ anh đi rồi. Nhưng vợ anh có đạo, luật Chúa không cho phép ly hôn. Và vợ anh cũng còn chút tình nghĩa với anh, chấp nhận nuôi anh, một người liệt. Giờ này vợ anh đang ở ngoài ruộng, nhổ cỏ mướn cho người ta hay đi thăm ruộng nhà anh. Còn anh thì ngày nào cũng ngồi trên chiếc ghế, không nhúc nhích, không di chuyển, nhìn ra cửa sổ, nhìn chăm chăm những tán lá và chờ thời gian trôi. Nếu có tiền, anh sẽ mua cho mình một chiếc xe có bánh lăn để anh có thể di chuyển trong nhà hay ra ngoài ngõ. Nhưng nợ nần nhiều quá, tiền mua thuốc uống còn không có. Một chiếc xe có bánh lăn để thay thế chân anh trở thành một giấc mơ xa xỉ. Anh không dám đòi hỏi nhiều ở vợ, cũng không dám đòi hỏi gì ở cuộc đời. Thế giới của anh bây giờ chỉ là một ô cửa sổ. Nhà anh có tivi, nhưng để tiết kiệm điện, anh không dám mở tivi. Anh không thể mở tivi suốt ngày trong khi vợ đi làm quần quật ở ngoài, mà anh cũng không thể với tới cái bật tivi. Anh chỉ có thể ngồi nhìn hai thứ: ô cửa sổ luôn mở cửa để anh ngó ra ngoài, và chiếc đồng hồ trên tường cho anh biết mấy giờ, lúc nào thì vợ anh đi ruộng về, đi chợ về, lúc nào con anh đi học về. Lúc ấy là phút giây anh hạnh phúc. Trong đời người, hạnh phúc ở mỗi giai đoạn có nội dung khác nhau. Với trẻ nhỏ, hạnh phúc đơn giản chỉ là đòi kẹo và người lớn cho nó kẹo. Mút một viên kẹo, trẻ con đã thấy hạnh phúc rồi. Rồi hạnh phúc nằm trong chiếc áo mới, đôi giày mới, chiếc cặp mới, được điểm cao, được múa hát, được có đồ chơi yêu thích. Lớn lên, hạnh phúc đòi hỏi tăng lên. Và một lúc nào đó, hạnh phúc là tìm thấy một người khác, gắn bó với một người khác. Hạnh phúc có nghĩa là có đôi, có cặp, không lẻ loi một mình. Và sau nữa, hạnh phúc là vật chất, là nhà, là xe, là tiện nghi đầy đủ. Và hạnh phúc tiếp nối khi con cái lớn lên thành đạt. Không ai nghĩ rằng hạnh phúc là có đầy đủ thân thể với người khuyết tật. Hạnh phúc là bớt cơn đau với người đang chịu đựng những cơn đau, là có được miếng ăn với người không làm ra tiền mua thực phẩm, là đi lại được với những người không thể đi lại, như anh đây, bị liệt nửa người phía dưới. Hạnh phúc là thứ người ta thêm vào và còn là những thứ người ta không có hay bị mất đi. Hạnh phúc với anh bây giờ không phải là một đôi chân, vì anh biết anh không thể có một đôi chân lành lặn mà là một chiếc xe lăn. Nhưng anh nghèo quá, từ khi anh bệnh, nợ nần gây ra cho vợ nhiều quá, nên anh không với tới chiếc xe lăn được.
Nhiều khi ngồi một mình trong nhà nhìn những chiếc lá ngoài cửa sổ, anh ước gì gặp Chúa. Chúa bảo, con đứng lên, rời khỏi chiếc ghế này đi. Và thế là anh đứng lên đi lại, như đoạn kinh thánh anh đã nghe hồi đi lễ nhà thờ. Nhưng Chúa lại bảo, con cứ ngồi yên trên chiếc ghế này và suy ngẫm cuộc đời đi. Ôi chao, anh đã trách Chúa nhiều biết bao, nhưng rồi anh không trách nữa. Vì anh biết anh không phải là người duy nhất trên thế giới bị cái hoàn cảnh này. Rất nhiều người, không hoàn cảnh này thì hoàn cảnh khác, và anh chỉ là một trong số những nạn nhân. Rồi sau này ngồi bất động trên chiếc ghế, anh trò chuyện với Chúa về vợ con anh, những người anh quen biết. Anh cũng xin Chúa cho mình có được nụ cười. Rất lâu rồi anh không cười, vì bệnh, vì buồn. Anh đã cười vô thức khi nhìn tán lá ngoài cửa sổ, cười lúc tầm trưa cánh cửa nhà mở ra, vợ con anh trở về, cười khi có người ghé nhà hỏi thăm, và cười một mình khi nhìn con thằn lằn trên tường nhà. Trong ngôi nhà đóng kín cửa, trên chiếc ghế bất động, không ai biết có một người đàn ông bị liệt mỉm cười. Một linh hồn nhỏ vừa bay ngang qua bầu trời, bay qua phố đông có người chị gái lang thang tìm em, bay qua nhà thờ nhỏ có một người đàn ông ngồi khóc, bay qua ngôi nhà luôn đóng kín cửa có một người đàn ông bị liệt bên trong. Linh hồn nhỏ ấy cứ bay và bay mãi. Linh hồn nhỏ ấy đã bay lên bầu trời. Chúa hỏi, sao con lại về đây? Chẳng phải là con đã đến trần gian sao? Vâng, thưa Chúa, linh hồn nhỏ dịu dàng đáp, con đã đến trần gian, nhưng mẹ con chưa sẵn sàng, mẹ đã để con quay trở lại. Ta hiểu, Chúa vỗ về linh hồn nhỏ. Có rất nhiều linh hồn nhỏ đã quay về đây vì người mẹ chưa sẵn sàng. Nhưng con đừng giận mẹ con nhé, chắc mẹ con cũng buồn nhiều lắm. Không, con không giận đâu ạ. Nhưng nếu một ngày nào đó mẹ con thay đổi ý định, Chúa vẫn cho con được trở về với mẹ con nhé. Chúa ôm linh hồn nhỏ vào lòng, ru linh hồn bé bỏng ngủ, và linh hồn nhỏ ngủ ngoan như những thiên thần. Bạn đã xin gì trong cuộc đời mình? Miếng cơm manh áo, tìm được người thân, vượt qua sự cô độc, đầy đủ chân tay, hay như linh hồn nhỏ được chào đời, được gọi tiếng mẹ, chứ không phải bay về lại cái hành trình dài trong lẻ loi và cô đơn? Hay bạn không cầu những điều trên vì bạn đã đầy đủ rồi? Bạn sẽ xin những thứ khác, sự thành công, giàu có, danh vọng. Bạn muốn rất nhiều, có thật nhiều thứ và muốn có nhiều hơn. Và nếu một lúc nào đó bạn thất bại, bạn cầu nguyện gì? Chúa đang ru linh hồn nhỏ, Chúa cũng đang ru ta, những con chiên của Chúa. Thành công hay thất bại, giàu sang hay đói khổ, kiêu hãnh đi đúng đường hay buồn khóc vì đi lạc, Chúa đang nghe và Chúa đang ru ta. Giống như những cơn gió đi ngang qua nhà bạn, nhìn thấy nước mắt bạn và thổi khô chúng. Những con chiên của Chúa đi trên đường cuộc đời, khóc hay cười, Chúa luôn nhìn thấy, Chúa sẽ ru ta. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.